Hello, xin chào. Xin chào mừng tất cả các anh em đã đến với kênh Yêu Thiên Nhiên Vlog của Đam Mê Chim Cảnh. Nếu đây là lần đầu tiên ghé qua kênh của mình thì mình xin được trân trọng giới thiệu với anh em. Kênh của mình là một kênh, chuyên về dòng chim chích trẻ than. Tất nhiên là bên cạnh chích trẻ than thì đôi lúc mình cũng có cả chích trẻ lửa, họa mi, khiếu. Tuy nhiên, chính là mình vẫn chuyên về dòng chích trẻ than, về các video luyện hót chim chích trẻ than, hướng dẫn anh em cách vào cám, cách lên nửa, cách thuần trẻ than mộc, trẻ than bổi, vân vân. Nói tóm lại là tất cả các lĩnh vực về chim chích trẻ than. Thế và cái thời gian gần đây, do nhu cầu của anh em trên toàn quốc về chim chích trẻ than bổi, cho nên mình cũng đi tuyển chọn và sưu tầm những em trẻ than bổi hay, bổi đẹp, và những em trẻ thần, trẻ già rừng và trẻ đã có tuổi lồng để về phục vụ tất cả anh em trên mọi miền tổ quốc. Ngày hôm nay mình xin được lên cho anh em một chú trẻ than bổi già rừng, nhưng em này cũng đã được 35 lồng anh em nhé. Em này được 35 lồng. Hiện tại em nó đang thay lông ở cái giai đoạn cuối, có nghĩa là em nó đã thay được khoảng độ 80% lông anh em nhé. Đây là một em trẻ than đã tương đối thuần lồng, em nó đã có hơn 35 tuổi lồng anh em nhé. Sách lồng tất nhiên là trẻ than bổi, nếu anh em đã từng chơi thì biết rồi. À, là trẻ than bổi thì chúng ta nuôi đến năm 15 thì nó vẫn cơ bản, nó vẫn nhát. Nhưng cái điều quan trọng là sách lồng nhảy nhẹ, không sứt mặt mũi và cứ rời tay ra là hót. Thế đấy là những con chim thực sự là có tố chất. Và em này thì mình cũng xin được sơ bộ giới thiệu với anh em như thế này. Anh em có thể xem, ngắm, nhìn kỹ và đến cuối video mình sẽ thông báo cái phí bảo tồn để anh em được biết. Và cũng tránh tình trạng là anh em thắc mắc hỏi là phí bao nhiêu, giá bao nhiêu. Đấy thì đây là một em trẻ than già rừng, bộ to anh em nhé. Có thể nói em này là một em bộ to, bộ khủng, ngực lở, đầu to và đầu bằng tịt. Anh em nhìn thấy đầu bằng tịt, mặt đóng cao. Về căn bản em này nó đã thay cơ bản là đã xong lông, khoảng 80% lông rồi anh em ạ. Bây giờ chỉ còn trên lông, trên mình nó chỉ còn một vài điểm, như là còn một vài sợi lông cánh chưa rụng và lông đuôi thì sẽ dài ra, với em này sẽ dài ra khoảng một phân nữa anh em nhé. Một phân nữa, thế là xong. Có nghĩa là với những em như thế này thì chắc chắn anh em đã chăm trong vòng khoảng một tháng nữa là em xong hoàn toàn cái bộ lông của năm 2023 và bắt đầu vào mùa năm 2024. Thế đấy em, anh em có thể quan sát, ngoài cái chuyện bộ to, ngực lở, đầu bằng, cổ to thì em này còn có cái dáng là mỏ mỏng, cánh sệ gà tre và cái đuôi cực nhạy anh em nhé. Thế em này thì cũng không xa lạ gì với mình, em này nó đã ở với mình được 25 lồng anh em nhé, 25 lồng trước khi mình chuyển nhượng từ tay một người ở trong bản về đến mình, là em này đã có khoảng trên 35 lồng anh em nhé. Ở mình, ở nhà mình khoảng 25 lồng. Đấy, và em này mình xin bao cho anh em là em này là một em hót múa xòe, hót múa xòe. Đấy anh em nhé, một em trẻ than bộ khủng ấy. Bộ khủng, bộ rất to, hót múa xòe. Đấy, anh em có thể quan sát cái dáng vẻ của em nó. Em này thì xách lồng chỉ nhảy nhẹ thôi, và thời điểm này là thời điểm em nó sắp xong lông, cũng đã bắt đầu khè rít, treo xa ra bắt đầu khè rít. Và em này mình khẳng định với anh em là em này nếu anh em chăm tốt, sau đây chỉ khoảng 2 tháng nữa là em nó sẽ hót múa, hót múa anh em nhé. Vậy mình xin được bảo hành em này là một em hót múa và không hề có một tật lỗi gì anh em ạ, không hề có một tật lỗi gì. Thế tới đây mình cũng xin được
công khai cái phí bảo tồn của em nó. Em nó sẽ ra đi về với chủ mới với phí bảo tồn là 1.500.000. 1.500.000 anh em nhé. Thế mà mình cũng xin lưu ý với anh em là đây là cái giá mà cái em nó còn đang dở lông thôi. Chứ nếu em này mà đã xong xuôi lông bắt đầu vào vụ thì em này sẽ có cái giá không thể dưới cái phí là 2.500.000 được. Thế đấy, mình xin nhắc lại là phí bảo tồn của em nó ra đi về với chủ mới là 1.500.000. Cái số điện thoại, số Zalo mình để phía dưới màn hình chỗ tiêu đề video. Nếu anh em thực sự ưng ý muốn đưa nó về đội thì hãy nhấc máy lên alo cho mình qua số điện thoại hoặc qua Zalo. Sau cùng là xin trân trọng cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở các video khác.